Có mấy bác hàng xóm bác ấy lấy cô cái gỗ me tây này các bác ạ. Tuấn thì Tuấn ra thử đục xem là cái vỏ nó có cứng không. Nhưng mà khả năng là vỏ mềm. Mà Sơn cũng chưa bao giờ tìm thấy cái vỏ cây gì mà cứng các bác. Còn Sơn thì đói bụng quá nên là đi gắp kiến ăn kiểu tặc răng ở trong rừng các bác. Thực ra cái cây này nó có cái gốc cây rất đẹp. Nếu mà để mà ai mà làm bàn tròn hoặc là làm cái thứ gì từ cái cây này thì vân của nó siêu đỉnh đấy các bác ạ. Vân me tây này đẹp lắm.